Ngôi nhà dự kiến gia đình Tổng thống Obama sẽ dọn về ở sau khi rời Nhà Trắng được xây dựng từ năm 1928. Ngôi nhà này được bán năm 2014 với giá hơn 5 triệu đô la. Giờ thì nó được định giá cao hơn, khoảng 6, thậm chí là 7 triệu đô. Người dân trong khu phố thì đã tỏ ra sẵn sàng đón vị hàng xóm đặc biệt. Thật là tuyệt nếu Tổng thống đến đây sinh sống. Khu này chúng tôi đã có nhiều hàng xóm đặc biệt rồi. Đây thực sự là khu dân cư rất đẹp mà. Ngôi nhà có tới 9 phòng ngủ, 8 phòng vệ sinh, 3 lò sưởi. Phòng khách, phòng ăn đều rộng rãi, sàn lát gỗ, mặt bếp đá hoa cương. Trong nhà có khu vực sinh hoạt chung, phòng xem phim, nghe nhạc. Khu hiên nhà và vườn có thể sử dụng làm địa điểm cho các bữa tiệc đãi khách. Ngôi biệt thự tọa lạc trong khu vực có nhiều đại sứ quán, chỉ cách Nhà Trắng khoảng 3 cây số. Trên thực tế, đây đã là một khu phố có an ninh cao tại khu vực thủ đô Washington DC. Nhưng nếu gia đình Tổng thống Obama chuyển về đây sinh sống, thì an ninh có thể sẽ còn được thắt chặt nhiều hơn nữa. Nhiều thứ trong khu phố này, quanh ngôi nhà này, có thể sẽ phải thay đổi. Mà sự thay đổi đầu tiên có thể bắt đầu từ chính chiếc nắp cống này. Vì chiếc nắp cống nằm ngay ở cửa ra vào, nên nó có thể bị bịt lại hoặc rời sang chỗ khác. Cửa ra vào, cửa sổ ngôi biệt thự có thể sẽ được lắp thêm kính chống đạn. Camera giám sát có thể sẽ được lắp đặt khắp nơi. Nhân viên mật vụ sẽ túc trực quanh ngôi nhà và khu phố. Rồi chắc chắn là việc đỗ xe cũng sẽ không được thoải mái như thế này nữa. Ông ấy ở đây, có thể tôi sẽ không còn chỗ đỗ mát mẻ yên tĩnh này nữa. Nhưng không sao, tôi có thể ra đằng kia đỗ. Theo luật Mỹ, ngay cả khi đã rời Nhà Trắng, thì gia đình các Tổng thống Mỹ sẽ vẫn được lực lượng mật vụ bảo vệ đến hết đời. Nếu gia đình Tổng thống Obama chuyển về đây sinh sống, thì những người dân trong khu phố này có thể sẽ có cơ hội gặp gỡ, bắt tay, thậm chí là nói chuyện với vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Tuy nhiên, vị hàng xóm đặc biệt này chắc chắn sẽ cũng mang lại không ít những bất tiện cho những người dân trong khu phố về những thủ tục an ninh. Trường Sơn, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, từ thủ đô Washington DC, Mỹ.